đầu luôn, loại củ đến nặng nên chúng tôi phải tháo rời ra. Rồi. Này. Về anh em phải lắp vào nhá. Thì cái này phải quay riêng phần củ đi riêng. Tránh nó trong quá trình vận chuyển nó ảnh hưởng củ. Đây, này. Tôi gói riêng cái phần củ và phần phễu đi riêng. Đây, cái dây 20 phân đây. Đây. Đây là có cái rèn này, chúng ta về dỡ ra đây, chúng ta xoáy vào nó chỉ bám là được, không cần phải chặt. Đơn giản thôi. Đây. Đỏ và chấu đỏ. Cái chấu này chấu ấn nhá. Nhiều anh em về lấy kìm anh em vặn là nó gãy ngay. Phải ấn tay thôi. Thả ra nó tự mắc. Đây, xong. Xong cách đấu. Rất đơn giản thôi. Ép đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Ba điểm này nó đều là một. Vì nó chung bằng dây điện đây, mình đang cầm trên tay đây. Anh em tiện ở đâu thì đấu ở đấy. Tiện ở bên âm ly thì chúng ta đấu bên âm ly, ở bên cục đẩy. Tiện ở bên loa thì chúng ta đấu bên loa. Đỏ và đỏ là quy định quốc tế, còn dây trắng là trừ. Đỏ là quốc tế là cộng rồi, là quy định rồi. Đây, cái dây điện đây, anh em tiện để đấu bên đít loa này thì đấu ở bên loa, còn anh em tiện để đấu bên âm ly, bên cục đẩy nó đều được. Nhưng mà trong quá trình đấu anh em không được tách rời, không được đè tép ra thử. Đấy, tép nó phải đi với bát thì nó mới có tác dụng. Đấy, phải đấu trực tiếp như thế này, loa tép với loa bát phải cùng chạy. Đây cái dây này là dài 1 mét này, nhưng mình bó cho anh em, bó vào cho nó gọn cho anh em dễ quan sát thôi. Đây. Nó đít âm ly đấy cũng đẩy đều là một nha. Này anh em, nhiều anh em cứ hỏi đấu với đít loa hay đít âm ly. Đấu đít loa hay có được không, hay đấu với đít âm ly. Đấy, đầu nào cũng được, vì nó chung dây điện. Này anh em phải tưởng tượng nghe chưa? Đấy, vì nó chung mạch. Này đây là dây ra loa, đấu đầu với nào cũng được. Còn đối với những cái loại loa mà nó có cái giắc cắm liền như thế này thì chúng ta sẽ lấy kéo chích dây điện ra. Chúng ta là 10 phân này, so le này. Chúng ta sẽ đấu đỏ với dây đỏ. Đấy, trắng là trừ. Đây, thì như này bọc băng dính vào là xong. Đấy, đây là cách đấu để cho anh em tìm hiểu nhá, tham khảo. Vì đây là cái loa tép rời, nó không khác gì loa tép theo loa. Chẳng qua nó đặt ở ngoài, nó cũng thì nó gọi là loa tép rời, nhưng còn nó không khác gì tép theo loa cả. Nó chỉ khác một cái là nó để ở ngoài mà thôi. Đấy, nó không để ở trong loa thì nó để ở ngoài loa. Đây, chúng ta phải câu 2 đến 3 đôi trên cùng một bộ dàn là bình thường. Đây. Tất cả các loại loa tép bên mình có là từ 500 đến 1 triệu rưỡi đều dùng chung. Âm ly 2 sò, 4 sò, 8 sò đến cục đẩy 40 sò nó dùng chung. Đấy, loa tép nó không phụ thuộc vào cỡ bát nào cả. Anh em nhiều tiền thì anh em dùng tép to, anh em ít tiền thì dùng tép nhỏ. Đấy, nó không sao cả. Đấy. Đây là cặp 1,5 triệu và đây là cặp 500. Đấu như thế này đơn giản như này thôi, vì cái tép theo loa nó rất hay cháy, anh em sửa về lại cháy thôi. Tốt nhất anh em mua những cặp tép chống cháy về đặt trên nóc, đấu như thế này là xong. Bolero karaoke thoải mái. Đây, cặp tép 1,5 triệu thì nó có một bên có gắn công tắc siêu tép, đặt lên là siêu tép và xuống là tép, và bên này nó không gắn. Theo thiết kế như thế này để chống lì cho âm thanh, nên cái loa tép này tăng độ sắc bén cho âm thanh, tăng độ thoáng cho nhạc gấp 4 lần tép thông thường. Để chúng tôi còn nói như cặp 1,000,000 đây, cũng có một bên có gắn công tắc siêu tép và bên không gắn. Này, thiết kế chuẩn rồi, anh em xem nhá. Đây, bên 1,200,000 đi, không thế này gắn bằng cái gắn đây. Đây là cặp 1,200,000, bên đây là cặp 1,000,000. Đấu đơn giản thôi. Anh em mà dùng tép theo loa mà hay cháy suốt phải đi sửa liên tục.